Ngọc Tân xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay thì Ngọc Tân di chuyển một số cái cây và Tân vừa đánh được một cái bầu nó đẹp và trông nó rất chưa đảm bảo, cho nên Tân xin chia sẻ cho quý vị và các bạn cách để chúng ta di chuyển những cái cây để nó đảm bảo trong 100%. Bây giờ thì Tân sẽ đánh bầu cái cây này. Mời quý vị và các bạn cùng xem cái cách đánh bầu của Tân nhé. Trước hết thì chúng ta đánh xung quanh bầu theo một cái vòng tròn như vậy, rồi sau đó chúng ta đánh bên dưới nhỏ hơn, bắt đầu đánh khuyết dần vào trong này đấy quý vị và các bạn. Sau khi ra được thành hình bầu như thế này thì chúng ta lại bắt đầu ràng cái giun vào, ràng cái giun ở quanh cái bầu để giữ lấy bầu. Đấy, khi mà chúng ta buộc cái giun, cái thun ở xung quanh bầu mà cảm thấy bầu nó đảm bảo thì chúng ta bắt đầu đánh bầu lên. Đấy, như vậy là có một chiếc bầu rất chi an toàn đấy quý vị và các bạn. Rồi đến lúc này thì chúng ta mới bọc bên ngoài một lớp rơm. Với một trường hợp mà cái bầu nó lớn thì chúng ta giữ nguyên cái giun, cái thun này. Còn bầu này thì có thể nâng tay nhẹ nhàng cho nên chúng ta có thể tháo cái giun trong này đi. Đấy. Rồi chúng ta bọc rơm lại. Sau khi bọc rơm thì chúng ta ràng một số cái dây cứng. Chúng ta vẫn theo hình lưỡi măng nhện quấn quanh bầu cây.
sau khi cố định bằng cái dây cực này thì chúng ta tiếp tục ràng thêm, buộc thêm một cái dây thun nữa ở bên ngoài, nhằm mục đích là khi chúng ta di chuyển cái bầu nó sẽ chắc hơn, dây run này sẽ có lực đàn hồi để giữ cho cái bầu nó khỏi bị rơi đất ra. Đấy, như vậy là nhìn qua màn hình thì chúng ta cũng đã thấy cái chiếc bầu nó đã khá là an toàn rồi, khỏi phải không quý vị và các bạn. Đấy. Thì trong trường hợp nếu chúng ta cái cây này chúng ta di chuyển đến chỗ khác để ươm thì chúng ta để nguyên bầu như thế này. Còn để trồng cố định vào chỗ nào đó cố định để lâu dài thì chúng ta dùng kéo cắt đi những cái sợi dây ở bên ngoài này và trồng trồng cây xuống. Bây giờ thì Tân sẽ dùng kéo để cắt đi một số cái lá già đi bên dưới nữa là ok đấy quý vị các bạn. Đấy, như vậy là chúng ta đã có một chiếc bầu khá là đảm bảo. Và trồng thì nó sống với mức này là tỷ lệ 100% đấy quý vị và các bạn. Chúc quý vị áp dụng thành công nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.